Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi muốn đi mua một số đồ bạn ạ, tại một cái điểm bán hàng trên Facebook đây, mà hiện tại thì đang xả khô, đồ rất là rẻ. Đây xin mời các bạn cùng xem. Đây là đồ cửa hàng rất là nhiều các bạn ạ. Bây giờ hiện tại đang muốn xả khô nên là đồ rất là rẻ. Anh ơi, trả tiền là bữa ấy. Thôi chị đi bông mà lấy đó. Thôi chị đi đám. Đám. Chị nhà. Hồi bữa là nhiều không nhỉ? Cầm cầm đấy, qua đây mọi người. Qua đây. Đừng quay vô ngang lên tốt thôi. Tốt thôi chị. Tôi đang tranh thủ đến để mua đồ các bạn ạ. Đồ xả khô nên là có giá rất là rẻ. Đó là 445 với lại 452 đúng không? Vâng. Ủa? Không. 445 452 nghìn. À đã đủ. Chi nữa nha, mình biết mình nhảy ra rồi cũng lại quên. Thôi mua đó. Đừng có chi mua đúng không? Thì bữa chị cũng có thấy hiện hiện đó mà à cái lấy hai cái bộ gối đi. Đấy, qua đi mẹ. Qua nghiêm túc đi nha, để nghiêm túc đó. Con mẹ đi. Lấy hai bộ gối đi. Vâng. Màu xanh chứ đẹp lắm. Mà cái là xanh là đi đấy. Bán luôn, nó còn bán không? Không, có bán đâu, là chỉ cần chứ là gì để em. Có là em thôi, nó còn đó. Sao người ta đang bán nữa? Đang bán đi. Nhiều bố lắm, chán thua. Nhiều bố lại còn thua. Cái đi thì mình bán gần thôi chứ còn... Nhiều bố lắm. Nhà có còn cái kem kem mà bôi người ta mở bụng không em? Đang bụng các con chị ạ. Thì có cái đất bôi có tác dụng của bụng thì thôi.